Chào các bạn nhá. Video này mình sẽ quay lưu lại quá trình mình sửa cái này. Không biết cái này có phải là cái bạn của bạn là cá chép giòn vừa mới bình luận trên kênh không? Theo mình nhìn thì đây là một cái loa trầm ở trên ô tô ấy, nhưng mà bạn này hình như đang dùng để nghe trên máy xúc. Các bạn ấy bảo thế. Tóm lại là có một cái nguồn 12V từ ắc quy này trên ô tô hay trên cái gì đấy và GND này. Chúng ta phải cấp cả hai cái nguồn vào đây nhá. Thì bắt đầu là từ cái năng lượng 12V đấy nhá, mình sẽ nói qua cho mọi người một chút về thiết kế của nó chút. Sau đó mình sẽ làm con này. Thì thấy bạn ấy bảo bạn ấy bỏ cho một thợ. Thì trước khi sửa mình sẽ nói cho qua cho chúng ta một cái kiểu thiết kế của cái này nhá. Hình như mình nhớ ngày xưa mình đã từng làm video sửa cái này rồi. Với cái ban của nó hình như nói bé ra, còn con này thì mình chưa rõ nhưng mà đã làm quá nhiều chỗ rồi. Thì điện áp 12V vào nó sẽ chuyển đổi sang một cái nguồn cộng trừ, nguồn đối xứng. Chúng ta sẽ thấy hai con tụ này này. Ở điện áp 12V vào nha, nó sẽ cấp nguồn cho con TL494 này. Con TL494 này sẽ tạo ra hai chuỗi xung. Hai chuỗi xung đấy được lái qua hai con chan to bé bé này này. Rồi nó sẽ lái hai con MOSFET này. Hai con MOSFET này là con IRFZ44 hay là con 3525 ấy. Để tí nữa mình tháo hẳn ra cho chúng ta tham khảo nhé. Để nó sẽ tạo dòng điện biến thiên trên cái, đây là cái biến áp nhá. Sau đó là nó sẽ có hai quận riêng biệt khác, nó sẽ chỉnh lưu bằng hai con diode kép này và được lọc trên cái này. Thì ta sẽ thu được cái nguồn đối xứng. Cái nguồn đối xứng này nó sẽ cấp cho mạch công suất bên dưới này, nó sẽ có hai con chan BJT thuận ngược hoạt động chế độ đẩy kéo. Và cái tín hiệu đầu vào ấy, nó sẽ được khuếch đại đệm qua con TL084 này. Con TL084 này các bạn nhé. Thì nó sẽ có cái ngõ vào input này, volume này, rồi chỉnh mức cao thấp này, rồi tần số đấy, rồi là có một cái này để đi ra một cái loa check bên ngoài. Tức là loa check bên ngoài nó sẽ được lối qua một cái con tụ các bạn nhé, nó thiết kế như thế thôi. Đây giờ sẽ mở hẳn ra cho chúng ta chiêm ngưỡng nó và mình xem mình có sửa nó được không, và mình chia sẻ cho mọi người tại sao cái mạch này, mạch nâng áp chuyển đổi điện áp từ nguồn đơn thành nguồn đối xứng nó thiết kế như nào nhé. Cái quan trọng là chúng ta sẽ hiểu một chút nhé. Cái mạch này thì mình thấy linh kiện như con này nó đổ keo con chó này, dỉ hết rồi, phải cạo hết đi nhá, dỉ hết chân rồi. Nhưng mà may mắn ấy, ở dưới bên của nó là nó ghi chỉ số nên mình sẽ phục hồi được cho bạn đấy. Không biết có phải đúng là của bạn cá chép giòn không thì bạn hãy bình luận nhá. Mình đã tháo nó ra này, nó chạy con 2 IRFZ46 nhá, IRFZ46 cao hơn con Z24, và hai con sò công suất của nó là A1944, C5198. Không nhìn được nhỉ, chờ một chút mình lấy nét. A1944 đấy. Nói chung là đôi cặp này nó khỏe hơn đôi D718B688 các bạn ạ. Và như chúng ta nhìn nhá, mình có con này là con TL494 nhá. Con này hỏng chúng ta có thể kiếm con nguồn ATX, lấy con K7500. Con 7500 cho nguồn ATX cũng ok, nó giống hệt nhau mà. Về chức năng ấy, còn đây là con TL084 này. Thì nhìn qua mạch này mình cũng không rõ đầu tiên là hỏng gì, nhưng con này, con IC 494 này, TL494 này đã động đến nhá. TL494 này đã động đến vào nhiều con chan ở đây. Rồi cả hai cặp IRF cũng đã động đến. Rồi cả phần công suất cũng động đến, mình cũng chẳng hiểu hỏng cái gì nhưng mình sẽ phục hồi. Thì mình sẽ nói qua cho mọi người về cái thiết kế con này, thiết kế này lạ này như. Nhưng bây giờ càng ngày nó càng cải tiến các bạn ạ. Về cái phần tạo ra nguồn đối xứng ấy. 12V vào đây nhá. Một đường là cho phần điều khiển đấy và một đường nữa là cho phần công suất. Thì nó có diode chống ngược cực từ âm chạy sang ấy các bạn nhé. Đây là, để mình nhìn nha, đây là âm này, đi qua dây sang đây nhá. Đây là âm toàn mạch này, đó. Còn đây là dương nhá. Dương này nó có tụ lọc. Nó sẽ đi thẳng tới hai chân này nhá. Và sau đó đi ra hai chân này. Thì tương đương mình có vẽ đây này. Thẳng lên đến hai chân đấy và ra hai chân đấy, như vậy người ta sẽ thấy có bốn chân nhá. 1 2 3 4 của phần sơ cấp. Thứ cấp cũng có bốn chân này. Hai chân này là chung nhau nhá, là GND toàn mạch nhá, là chính là hai chân này. Còn hai chân khác là chân này và chân này là chính là chỉnh lưu ra mọi người nhá.
Thì thông qua cái dự cấp nguồn con TL494 này sẽ tạo ra hai chuỗi xung này, và hiện tại nó đang lấy ở chân, để mình đếm là 1 2 3 4 5 6 7 8. Nó lấy ở chân 9 chân chân 10 là đầu ra nhá, nó sẽ đi qua đây này, nó đi đây đây này. Nó kích nó kích hai con A1015. A con A0015 đấy sẽ tác động điện áp tại cực G của hai con IRF Z46 ấy. Thì mình sẽ giải thích cho mọi người về cái thiết kế nó như này một chút này. Hai quận này nhá, thì chúng ta hiểu ấy là lửa chu kỳ ấy, mà quận con này đưa ra lại xúc, nó là hai xung ngược nhau ấy, ở chân chân 9 chân 10 đấy. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, chân 9 chân 10 ấy. Nếu chân 9 mức cao, chân 10 mức thấp, mình cứ chúng ta cứ hiểu nôm na như thế nhá. Thì con này mở, con này khóa, con này mở thì dòng 12V, nó theo một cái tần số mà do một vài linh kiện ở cái chân chân nắp tạo quyết định tần số dao động của con này ấy nhá. Đảm nhiệm nhá mọi người nhá. Thì khi con trên mở thì con dưới khóa, con trên mở dòng chảy từ đây, từ trên, từ dưới lên trên. Thì từ trường nó tăng lên từ 0 đến T chẳng hạn các bạn nhá. Thì dẫn tới là cái quận này sẽ sinh ra điện áp với dương ở trên. Quận ở trên này này, dương ở trên và âm ở dưới. Đồng thời cái quận ở dưới thì sinh ra điện áp với dương ở trên, âm ở dưới mọi người ạ. Thì nó sẽ lấy được điện áp ra như này nhá. Dương này được chỉnh đi quan đuốt này. Ra lọc trên con tụ là hai con tụ đối xứng nhau là 50V 2200i ấy. Đi về âm này và đi về âm của nó. Như vậy là quận này cung cấp nguồn dương ra. Đồng thời cái quận này nó cũng tạo ra dương ở trên ấy. Dương này nó chính là GND nhá. Nó lạp cho con tụ ở dưới. Đi chiều chiều con diode này về. Để về âm của nó. Như vậy là khi từ trường tăng từ 0 cho lên T thì là quận này đã cấp ra nguồn dương. Nguồn dương, còn đâu quận dưới cấp ra nguồn âm mọi người nhé. Và tiếp theo lật lại cực tính là con TL494 ấy, thì con này sẽ khóa, con này sẽ mở, thì lại dòng chảy từ 12V này đi qua cái quận này để đi về mát, thì từ trường sẽ lật lại cực tính, nó tăng từ chuyển từ T xuống trừ T cơ, chứ không phải xuống 0 nữa, xuống trừ T mọi người nhé. Thì đồng thời là hai quận này cũng sinh ra điện áp lật lại cực tính các bạn ạ. Lật lại cực tính thì cái quận này lại cung cấp năng lượng cho phần nguồn trừ, còn quận này lại cung cấp cho năng lượng cho nguồn cộng. Thì đây lần lại cực tính đi. Thì đây sẽ là dương và đây sẽ âm nhé. Thì dương này lại chỉnh đi qua con đốt này, đi về âm này và đi về âm của nó. Đồng thời cái quận này với chiều dương ở đây và âm đây ấy, thì dương đây này đi nạp cho con tụ này, lại đi về con diode này nhá, để đi về âm của nó. Nó có 4 con diode mà mình mới đầu mình tưởng là hai con diode, toàn là thông thường là hai con diode đấu đầu vào nhau thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là mình đang vẽ có 3 chân nhá. Nó có diode này này. Và hai con này ngược nhau. Con mình đang chỉ này này, ở đây này, 1 2 3 này thì nó chính là con diode này. Là hai chân cathode nó dính nhau. Anode anode đây. Còn con diode ở trên ấy thì lại là hai chân anode của nó dính nhau, cathode bên ngoài. Đó, để nó tạo ra một cái nguồn cầu chỉnh lưu đấy, nó phát huy tác dụng hết của cái bộ hiệu suất của cái phần từ trường này. Đấy nhá, mình sẽ đo cho mọi người này. Cái con này nhá, là con trên này nhá, thì đây là dương này. Đó. Đo ngược lại sẽ không thông này. Đấy, tụ lạp thôi. Còn riêng con này thì này, dương ở giữa, alo giữa này, chảy sang đây, chảy sang đây. Còn chiều ngược lại thì không này. Đó. Và mình dò cho mọi người một chút nhé. Là con này chẳng hạn, thì cứ tưởng tượng như là cơ chân này nhá. Nó đi vào đây, nó đi vào con diode này này. Chỉnh lưu sang đây, đi qua cái dây di sang đây và lọc vào con tụ này để về mát này. Đó, mọi người nhá. Đồng thời thì là đường này nó cũng đi qua cái dây di đi sang bên này này. Đó. Đi qua dây di đi qua dây di đi sang bên này để bắt đầu cho chỉnh lưu âm đấy mọi người ạ. Thiết kế quá là nhì nhằng rích rắc các bạn nhé. Đó, bây giờ các bạn sẽ hiểu mạch rồi. Mình cũng không rõ là cái nguồn đối xứng này ra là bao nhiêu vôn. Nhưng là tụ lọc của nó là 50V 2200mi thì chắc là nó chỉ khoảng 30V là cùng thôi. Hoặc thấp hơn ấy. Nên sửa xong thì chúng ta sẽ biết nhá. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý. Thấy thợ trước họ cũng thay hai con 5401, 5551 ở đây rồi. Chân dài này là con chăn mới đấy. Nhưng mà chả hiểu sao mà không sửa được lại giá về. Nên bây giờ mình sẽ khắc phục nhá, xem nó hỏng hóc như nào nhá. Mình thấy như cái mạch này là hỏng theo kiểu là bị dỉ chân hỏng ấy, nhưng chả hiểu sao động nhiều chỗ thế mọi người ạ.
cái anh thợ kia thì sẽ năm bảy mấy ấy, có hai cửa hàng cơ, to lắm, thay màn hình, thay làm đủ kiểu các thứ, chuyển tiền ấy nữa cơ. Nhưng mà khả năng anh không hiểu về bản chất cái mạch này nên mò mãi không ra các bạn ạ. Chúng ta để ý nha, đến con IC này anh ấy cũng đã hàn tới này, nhưng mà mình kiểm tra là không chết đâu. Hai con 5551 và 5401 thì anh cũng đã thay mới này các bạn nhé. Điện trở 100 ohm này cũng đã thay mới rồi đó, nhưng mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo xem anh ấy mắc lỗi như nào mà lại không làm được nhé. Mình đang vẽ tổ hợp của bọn ở chỗ này, nó từ điểm này đến điểm này. Thì thông thường cái đây là chân nguồn VCC này, chân này chân GND này, và chân này là chân ACC hay là chân AC gì đấy. Tóm lại là khi chúng ta ở trong ô tô ấy, chúng ta bật khóa điện thì cái khóa điện bật lên thì bắt đầu mới có 12V đây, mới đưa đến đây. Còn ở chế độ này luôn có điện rồi đó. Và cái đây chính là chúng ta cứ hiểu nôm na cái lệnh ACC này như là lệnh on up ấy các bạn ạ. Nó tác động vào đến con TL494 này để cho nó chạy không mọi người nhá. Thì đây này mình sẽ dò cho mọi người tham khảo chút một chút nhá. Cái đường ACC đây nhá, nó sẽ đi qua cái mạch in bé xíu này, nó đi đến đây và nó đi qua con 10K đấy, nó chỉ đi qua con 10K thôi, nó đi vào cực B của con 5551 đây này, đi qua con 10K đây nhá, đi vào cực B. Đây là con 5551 là con chăn ngược nhá, 551 này, và nó sẽ đây là B này, còn đây là C và đây là E. E chúng ta sẽ thấy lối mát, lối GND đó mọi người nhá. Và tiếp theo tại chân B của nó chúng ta sẽ thấy có một con điện trở đây này, dập mát là 1K mọi người nhé. Rồi tại chân C của nó đây này, nó đi tới chỗ này, nó đi qua con điện trở này, nó vào cực B của con 5401, nó là con chăn thuận nha, đi qua con 10K đấy, từ cực C này, từ cực C này vòng đến đây, đi qua con 10K rất bé đến đây nhá, tới cực B này. Và tại cực B này nhá, chúng ta sẽ để ý này, con này nhá, đây là chân E B C. Chân E là nguồn 12V vào đây các bạn ạ. Đây này. Đó, nguồn 12V, đây là tụ dương âm của tụ, dương của tụ này, âm của tụ này. Chân E nhá, là nguồn dương vào nhá. Và ở chế độ này thì là nó sẽ có con 10K. Con 10K đây. Đó, từ đây sang đây này là con 10K phân áp về mát nhá. À phân áp để áp dương vào cực B của nó để nó khóa đấy mọi người ạ. Tóm lại là như thế này. khi mà chúng ta bật khóa điện, chúng ta phải hiểu nguyên lý. Và khả năng cái anh thợ kia là anh không hiểu nên anh cứ cày chán nên anh chả biết được các bạn ạ. Cái mạch này là cái mạch khống chế nguồn nuôi cho con TL494. Thì khi chúng ta bật ấy, nên sửa con này chúng ta phải đấu chập hai cái này vào nhau nhá, để có 12V đây này, cấp vào đây này, con này mở xe này, điện áp cao phân áp từ dương 12V vào cực B của con này, làm con này đang khóa, nó còn chăn thuận mà, thì con này mở nó sẽ kéo theo cái đường này về mát hết, dẫn tới điện áp đây thấp, có dòng chảy IB thì tương đương với 12V đổ một phát từ chân E đưa sang chân C. Đây này, nguồn 12V này đổ một phát từ chân E đi sang chân C này, đi qua con hạn qua con 100 ohm nọc bởi con tụ 50V 22mm này, đi tới chân 12 đó, lọc này, đi đến chân 12, đây chính là chân VCC của con TL494. Như vậy là cái mạch này ấy, là nó khống chế là khi ở chế độ chưa có bật khóa quy ấy, là con TL084 này, con TL494 này không được cấp điện, không được cấp nguồn nên giữa đó nó tịt, nó không hề chạy mọi người nhá. Do đó mà sửa cái này thì đơn giản cực kỳ, mình có kiểm tra qua móc phét không chập mà người ta cũng tháo ra xử lý rồi này, mình có đấu chập vào đây thôi để coi như là cấp 12V, cái là cả ACC và 12V đều có để có lệnh on đấy các bạn nhá. Và chúng ta sẽ để ý này, bộ cấp nguồn của mình nhá, cấp một tí thôi bởi chưa có cái tản nhiệt. Chưa có tản nhiệt thì mình test thử cho chúng ta thôi. Đây là nguồn dương ra này. Mình cấp thử nhá, chúng ta sẽ thấy này. Chưa tiếp được. Đấy, nó có đèn báo kìa. Chúng ta sẽ thấy. Thôi cứ kệ nó đi, hỏng mình lại sửa tiếp. Đây là nguồn cộng này, 31V này. Đây là nguồn trừ này. Cũng 31V này, trừ 31V và cộng 31V đấy. Như vậy là cái bộ này ok nhá. Đã có đèn đỏ này, mọi người thấy chưa? Tóm lại là cái mạch tạo ra nguồn đối xứng như mình vừa phân tích là nó ok. Và con này mình nghi ngờ hỏng chẳng qua là do cái con chó nó làm gì nó đứt ở đây thôi. Và hai con A1013 và C2383 này cũng bị mất rồi, nhưng mình sẽ phục hồi lại được nhá, mọi người nhá. Như vậy là những cái view mình chia sẻ, mình nói nhiều, nói dài, và hôm nay đang viêm họng,
đang rát hết họng, nên mình cố nói cho mọi người để mọi người hiểu mạch. Thì các bạn xem những video của mình đôi khi là xem cho vui, nhưng mà ấy, nó là những cái kiến thức điện tử, và khi chúng ta gặp thực tế sau này thì các bạn sẽ hiểu được bản chất và các bạn sẽ làm được bình thường nha. Không như cái anh thợ này, cái anh thợ này khả năng không hiểu, không biết cấp cái nguồn 12V vào vị trí này, do đó mà con này nó đích chạy nên làm loạn lên, trả ra được bệnh các bạn ạ, vào trả về đấy, buồn cười gã vãi. Thôi để mình xử lý lốt bên này nữa nhá. Mình đã lắp hai con A1013C2383, nó là tiền thúc cho hai con này đấy. Và mấy con điện trở nó bị đứt chân, cụt chân thì mình đã thay này, 1,5K hay 300 AU. Còn bọn này thì mình đo thấy ok nên mình cứ kệ, mà mình cũng cạo sạch hết cái chỗ keo con chó đi rồi. Và bây giờ sẽ test thử nhá, xem nó có ok không. Đây là dương loa ra này, mình đang tháo cái dây ra rồi, dây đỏ mà. Còn dây này là dây sọc đen này, nó âm nhá, âm toàn GDD toàn mạch luôn mà, như âm ly ấy các bạn. Bây giờ cấp nguồn vào 12V này, mình đang đấu trực tiếp đây, tí nữa mình tách ra thôi. Đó, có tiếng ộp của loa, thử nhá. Đó, ok nhá. Bây giờ mình sẽ cho tín hiệu. Ôi rồi, cái chân này nó còn có bị gãy nhá này. Chờ mình lấy nó ra đã. Chân tín hiệu gãy hết bên trong rồi, cả hai cái luôn. Như đấy là phần công suất đã chạy đấy các bạn ạ. Ôi rồi, không lấy được. Cho nó nguội một chút. So vừa sửa, biết từ các bạn ạ. Ôi rồi, không ra được rồi. Chờ mình lấy cái này ra đã. Thôi, cứ để cho mọi người tham khảo cách lấy nhá. Đôi khi lấy nó khó rồi đấy, bởi cái chân con sò này nó hơi nhẵn. Bẻ nó cong một chút đi để nó tạo cái ma sát. Kinh khủng. Đó, được một con này các bạn này. Cái chân linh kiện này nó thẳng quá, đút vào rút ra nó lại trượt ra luôn. Nhưng mình bẻ cong đấy, nó tạo ma sát các bạn ạ, thì nó sẽ giữ chặt hơn mà. Phải để cho nó khô hẳn. Ôi rồi, con này thì còn ra cái kiểu nhựa này, vẫn còn sắt, vẫn à, cái tiếp điện nó vẫn ở đây này. Đôi khi lấy ra rất là khó đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, đã ra nhá. Loa đây. Chả có tiếng gì. À, đang chưa chạy các bạn ạ. Đó, đã chạy. Đấy. Đó, 12V
này nhá. Hai cộng trừ 30V các bạn ạ. Cái mạch này theo mình nghĩ là nó vẫn có cái đường hồi tiếp về để thay đổi cái độ rộng xung của con TL494 này đấy, để luôn duy trì nguồn ra tầm như thế đấy các bạn ạ. Để mình thử xem có đúng không nhá. Mình sẽ vặn nguồn thấp xuống xem nó có tụt không. Đang là 29 nhá. Mình vặn nguồn tụt thấp này. Ôi, như vậy là nó cũng tụt các bạn ạ. Như vậy là nó không có FB, nó cứ theo chỉ số linh kiện nó cứ phát một cái độ rộng xung hợp như cũ thôi. Bởi vì cái phần âm ly nó thế mà. Coi lại nguồn khỏe là nó khỏe, nguồn thấp thì nó cũng thấp các bạn nhé. Như vậy là mình đã xử lý ok cho của cái con đây là cái loại loa trầm nhưng mà nó cho tín hiệu vào thì vẫn ok các bạn ạ. Như là một cái nghe nhạc ấy. Của cái bạn này, bạn ấy bảo bạn lắp trên máy xúc. Trên máy xúc để nghe. Và cái những cái video mình chia sẻ mang tính chia sẻ kiến thức. Và như mọi người mà xem thì sẽ hiểu được nhé. Và cái thợ trước ấy, nó họ không hiểu về cái nguyên lý mạch này. Do đó mà họ cứ làm linh tinh ra. Là họ cứ cấp nguồn vào đây thôi. Ở đây nó ghi chữ 12 này. Và GND này. Chứ họ không cấp cái 12V vào đây. Nên nó không có nguồn VCC. Chân 12 của con IC này là VCC nhé. Mặc dù là mình thấy là có biểu tượng như là có đánh dấu này. Hay cũng tra data set hay sao này. Có đánh dấu này mọi người này. Đó, đánh dấu chân 12 này. Nhưng mà không có ra bàn. Thôi mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá. Chúc mọi người làm thành công. Chào tất cả các bạn.